mua ô tô mùa dịch, xe giá rẻ giảm hàng chục triệu phí trước bạ. Trong quyết định điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ Bộ Tài chính vừa ban hành, có nhiều mẫu ô tô vốn có giá rẻ nay được giảm thêm giá tính phí đáng kể. Nhiều mẫu xe ô tô giá rẻ trên dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam, sắp tới sẽ còn được giảm giá lăn bánh đáng kể sau quyết định số 452 về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính vừa ban hành và đã hiệu lực từ ngày 3 tháng 4. Kia Morning TAMT 1, 35,88 triệu đồng. Trong danh sách những mẫu xe giá rẻ được điều chỉnh giảm giá, tính phí trước bạ lần này có Kia Morning TAMT 1 với giá 299 triệu đồng, bằng với giá niêm yết xe trên thị trường Việt hiện nay. Mức giá này giảm 20 triệu đồng so với con số 320 triệu đồng, theo quyết định số 1112 ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2019. Như vậy, hiện nay nếu khách hàng mua Kia Morning bản MT và đăng ký xe ở Hà Nội thì chỉ chịu phí trước bạ 35,88 triệu đồng, 12% của 299 triệu đồng, giảm 2,52 triệu đồng so với trước đó. Kia Morning TA 12G2MT1 sử dụng động cơ xăng Capa 1.25 lít 4 xi lanh thẳng hàng, với công suất tối đa 86 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 120 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Tương tự như trước đó, theo quyết định số 618 ban hành mùng 9 tháng 4 năm 2019, Mazda 2 phiên bản động cơ 1,5 lít, 5 chỗ ngồi phải chịu 509 triệu đồng giá tính phí trước bạ, thì nay được điều chỉnh xuống còn 479 triệu, giảm 30 triệu đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng mua xe này tại Hà Nội sẽ chịu phí trước bạ 57,48 triệu, 12% của 479 triệu đồng, giảm được 3,6 triệu so với trước đó. Tại Việt Nam, Mazda 2 có đến 7 phiên bản, trong đó Mazda 2 1,5 lít, 5 chỗ thuộc phiên bản có giá rẻ nhất với chỉ 509 triệu đồng. Mazda 2 New vẫn giữ nguyên khối động cơ Skyactiv, dung tích 1.5 lít cho công suất 109 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Kết hợp với động cơ trên là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Elantra 66 triệu đồng. Như vậy, khách hàng mua xe này tại Hà Nội sẽ chịu phí trước bạ 66 triệu đồng, giảm 66 triệu đồng, giảm 3,7 triệu đồng so với mức phía 69,72 triệu đồng trước đó. Hiện tại, Hyundai Elantra 2020 được phân phối với 4 phiên bản khác nhau. Hyundai Elantra phiên bản có giá niêm yết thấp nhất 580 triệu đồng. Ở phiên bản này, xe được trang bị động cơ Gamma 2 1.6 lít, 3X Innova 26,3 triệu đồng. Ngoài những mẫu xe nói trên, trong bảng giá lần này có mẫu xe mới được bổ sung, với giá tính phí trước bạ thấp nhất, đó là 3X Innova 15T, với chỉ 218,8 triệu đồng. Mức giá nói trên tương đương với 26,3 triệu đồng phí trước bạ tại Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.